toàn bộ quá trình diễn ra sự việc đã được camera an ninh của nhà hàng bên đường ghi lại được. Cụ thể vào khoảng 4 giờ sáng ngày hôm nay ngày 8 tháng 11, một cô gái trẻ đang đứng trên vỉa hè đường Nam Quốc Cang quận 1, thành phố Hồ Chí Minh thì bất ngờ bị nam thanh niên chạy xe máy áp sát. Thanh niên này rất nhanh giật túi xách của cô gái, lực kéo mạnh và bất ngờ đã khiến cô ngã văng ra giữa lòng đường. Chứng kiến cảnh tượng đó, nhiều người không khỏi hoảng sợ, vội chạy tới xem xét tình trạng của nạn nhân. Trong khi đó tên cướp đã rời khỏi hiện trường, không giật được chiếc túi xách. Được biết, cô gái này có tên là N.T. 28 tuổi, trú tại quận 1. Trả lời trên báo Dân Trí, chị T. cho biết, tôi dặn lại nên đối tượng không cướp được túi xách. Do không bị mất tài sản và chỉ bị thương nhẹ nên tôi không trình báo công an. Đoạn camera an ninh ghi lại sự việc hiện đang được chia sẻ và thu hút rất nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội. Cô gái bị cướp giật túi xách trên đường.